Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2021, Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật tình hình giá lúa gạo để quý bà con mình tham khảo nha. Hôm nay thì giá lúa có xu hướng giảm. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp đà giảm với một số giống lúa. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẵn sàng phương án 3 tại chỗ để tiếp tục hoạt động an toàn. Giá lúa hôm nay cụ thể như sau: nếp vỏ tươi Long An 4.200 đồng đến 4.300 đồng, OM 380 giá 5.100 đồng đến 5.200 đồng, OM 9582 5.200 đồng đến 5.300 đồng, lúa Nhật 5.800 đồng đến 5.900 đồng, nếp vỏ tươi An Giang 4.200 đồng đến 4.400 đồng, IR 50404 giá 5.000 đến 5.100 đồng, lúa Nàng Qua Chín ở mức 6.000 đến 6.100 đồng, Đài Thơm 8 6.200 đồng đến 6.300 đồng, OM 5451 5.500 đồng đến 5.600 đồng, OM 18 giá 5.800 đồng đến 6.200 đồng, OM 6976 5.600 đồng đến 5.700 đồng, ST 24 6.300 đồng đến 6.400 đồng, Nàng Nhan Khô 11.500 đồng đến 12.000 đồng, IR 50404 khô 7.000 đồng, lúa ST 24 khô 8.000 đồng, nếp vỏ khô 6.600 đồng đến 6.800 đồng. Hiện tại tình hình dịch bệnh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến phức tạp, do đó các doanh nghiệp được khuyến cáo phải chuẩn bị phương án 3 tại chỗ để đảm bảo an toàn sản xuất và chống dịch. Ông Nguyễn Quang Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Vũ ở Long An cho biết, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên doanh nghiệp này đã thực hiện phương án 3 tại chỗ để công nhân ở tại nhà máy tránh lây nhiễm dịch. Theo đó, Dương Vũ đã dựng lều bạt trong khuôn viên của công ty để cho công nhân ở lại, đồng thời lo hết các chi phí sinh hoạt cho công nhân trong khoảng thời gian này. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác lại chọn phương án tạm ngưng hoạt động, chẳng hạn như công ty trách nhiệm hữu hạn Vice cho biết, doanh nghiệp này đã tạm ngưng thu mua và ngưng hoạt động nhà máy được một tuần để đảm bảo an toàn cho công nhân lao động. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác lại chọn phương án tạm ngưng hoạt động, chẳng hạn như công ty trách nhiệm hữu hạn V-Rise cho biết, doanh nghiệp này đã tạm ngưng thu mua và ngưng hoạt động nhà máy hơn được một tuần để đảm bảo an toàn cho công nhân lao động. Đây là một số thông tin về giá lúa gạo cũng như tình hình lúa gạo tại các tỉnh miền Tây để quý bà con mình tham khảo nha. Nếu như ở khu vực bà con có thông tin gì, quý bà con cứ bình luận vào kênh Nhà Nông Miền Tây để chúng ta trao đổi thêm nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn và xin chào.